Hôm trước thì chúng ta đã làm quen với lại cái nhóm công cụ tạo vùng chọn bao gồm là Macke, Lasso và Majuan để giúp chúng ta chọn các cái điểm ảnh ở trong một cái bức ảnh trong Photoshop. Và tôi có giao cho các bạn là ba cái bài tập để thực hành về các kỹ năng chọn lựa và ghép hình. Thế thì hôm nay chúng ta làm quen với tôi sẽ demo cái bài thứ ba trong ba bài tập đó. Thì ở đây chúng ta cũng trên nguyên tắc là nó có trên nguyên tắc thì các bạn thấy rằng là nó có một cái file chứa các cái tài nguyên mẫu, đúng không? Và một cái file nữa là cái kết quả mà đã được làm xong. Thế thì bây giờ cũng theo quy tắc cũ, chúng ta sẽ tạo ra một cái file bản sao mà thôi. Có thể là chúng ta làm thẳng trực tiếp cái này đi. Trước hết là chúng ta sẽ sắp xếp song song nhé. Để mà sắp xếp song song hai cái cửa sổ thì chúng ta sẽ vào menu window này. Trong menu window chúng ta sẽ tìm tới phần lệnh arrange. Trong này thì các bạn nhìn thấy nó có rất nhiều kiểu sắp xếp, và chúng ta định sắp theo kiểu song song theo chiều ngang hay song song theo chiều dọc thì chúng ta nhìn cái biểu tượng đây là chúng ta sẽ nhìn thấy rất rõ ràng, ai cũng có thể hình dung ra cách sắp xếp được. Bấm vào đây thì chúng ta sẽ có hai cái cửa sổ sắp xếp song song như thế này. Và sau khi mà chúng ta sắp xếp xong thì các bạn có thể đưa trỏ chuột vào cái ranh giới giữa hai cửa sổ này để các bạn co kéo làm sao cho nó nhìn thấy được đầy đủ cả hai bên cửa sổ. Thế bây giờ tôi sẽ làm việc thẳng trực tiếp ở trong cái bài mẫu này luôn, bài gốc luôn đó. Bây giờ việc của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ chọn từng cái đối tượng được cho ở đây, sau đó thì chúng ta sẽ sắp xếp vào trong cái khu vực này để bố cục lại nó giống như cái bài mẫu. Thì chúng ta đã làm quen với nhóm Macke này, nhóm Lasso này và nhóm Majuan. Bây giờ lần lượt từng cái một, cái nào sử dụng công cụ gì cho nó hợp lý thì tôi sẽ trình bày lại. Ví dụ nếu như ở xung quanh này nó có cái nền trắng thì thông thường cách làm mà nhanh nhất mà tôi hay làm đấy chính là dùng Macke, tròn cũng được, chữ nhật cũng được. Chúng ta sẽ tạo ra một vùng chọn lớn bao gồm cả hình lẫn nền trắng. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ Majuan. Chúng ta sẽ kích vào trong cái nền trắng này kèm theo nhấn giữ phím Alt. Thao tác này thì Majuan nó sẽ chọn cái phần nền trắng để nó tạo thành một vùng chọn mới. Nhưng khi đã có một vùng chọn, sau đó thì lại giữ thêm phím Alt thì cái vùng chọn mới nó sẽ trừ cái vùng chọn cũ ở phần giao nhau. Có nghĩa là nó sẽ bỏ luôn cái phần nền trắng đi, nó chỉ còn giữ lại cái hình của chúng ta thôi. Đây, thao tác. Thì các bạn thấy đã rất nhanh, chúng ta đã bỏ hết được cái phần nền trắng đi. Cách thứ hai, đấy là chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng là gì đây ạ? Magnetic Lasso, để cho nó tự bám lấy vào đường biên của đối tượng. Điều kiện là gì? Cái nền và cái hình phân bổ khác biệt nhau, đúng không? Ở đây thì nền thì là trắng thuần, hình thì có tương đối nhiều màu nhưng mà cũng không thành vấn đề lắm, tại vì nó sẽ bám theo một cái dải trắng dài liên tục. Vậy thì bây giờ tôi chỉ việc là chọn Magnetic Lasso, bấm vào một cái điểm nào đó ở cái viền này. Sau đó việc còn lại của chúng ta cũng tương đối đơn giản, là chúng ta chỉ việc di chuột tương đối chính xác xung quanh cái hình cái đĩa này và nó sẽ tự động nó bám lấy cái dải trắng. Điểm đầu điểm cuối khép lại, chúng ta sẽ có một cái vùng chọn hoàn hảo. Thì đây là cách thứ hai mà chúng ta có thể làm đó. Thế thì sau khi mà chúng ta chọn như thế này rồi, còn cách nào khác nữa không? Có, đây, Ctrl D thì bỏ vùng chọn đi. Tôi lại sử dụng một phương pháp khác là dùng Quick Selection. Quick Selection thì nó sẽ hoạt động theo cái nguyên tắc là gì đây ạ? Lấy màu mang tính trung bình cộng. Tôi chỉ việc là di chuột vào đây, nó sẽ tính toán những cái màu nào mà mang tính trung bình trong cái vùng mà nó di chuột. Thế là nó sẽ tự động cộng trừ nhân chia và nó sẽ tạo thành ra cái vùng chọn chứa những cái giá trị tương ứng như thế. Đấy. Thì chúng ta di nhanh chuột một vòng xung quanh là chúng ta cũng lấy được cái này. Như thế với là chúng ta có thể là sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Cuối cùng ra là chúng ta sẽ lấy được cái hình mình cần. Sau khi lấy được cái hình cần rồi thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ làm quen thêm một cái lệnh như thế này nhé. Khi mà đang có một vùng chọn rồi, các bạn nhấn phím Ctrl G thì cái vùng điểm ảnh
mà nằm trong cái vùng chọn đó sẽ được nhân bản lên thành một layer mới. Này, lệnh chính thức của nó thì nó nằm ở trong này. Các bạn để ý này, vào menu layer này, trong menu layer này thì vào new, trong new này chúng ta chọn tiếp cái lệnh đó là layer view copy, hay là phím tắt của nó là Ctrl G. Bây giờ các bạn có thể không nhớ được đường dẫn, các bạn có thể không nhớ được tên, nhưng tạm thời bỏ qua đi, nhớ cái lệnh Ctrl G là nhanh nhất, đúng không? Thì là chúng ta sẽ nhân bản được thành một layer mới. Sau khi nhân bản thành một layer mới rồi, tôi sẽ sử dụng cái gì đấy ạ? Công cụ move. Cái này tôi sẽ gọi bằng phím V, hoặc là nhấn chọn nó trong một công cụ, và tôi có thể kéo nó vào cái vị trí gì đấy ạ, giống như bài mẫu. Trong trường hợp này thì các bạn quan sát một chút giúp tôi, là trong cửa sổ layer, nếu các bạn chưa thấy cửa sổ layer thì các bạn có thể gọi nó ở bên này. Hình của nó là hai hình thoi nằm đè lên nhau. Còn nếu mà không thấy, các bạn sẽ vào trong Windows tìm tới layer, hoặc nếu sử dụng phím tắt là F7, nhớ là cái lệnh này nha, F7. Layer là thứ mà chúng ta sử dụng nhiều nhất trong quá trình thiết kế, lúc nào cũng làm việc với layer để xem là các đối tượng của chúng ta nó nằm ở cao hay ở thấp. Thế sau khi mà chúng ta đưa được cái này vào rồi thì chúng ta lại lần lượt chọn tiếp các đối tượng khác. Nhưng các bạn lưu ý giúp tôi một điều như thế này, ở trong cửa sổ layer thì cái đối tượng nào hay cái layer nào đang làm việc thì nó sẽ có màu khác biệt với lại cái layer khác. Ví dụ tôi đang làm việc với cái layer chứa cái đĩa này thì nó có màu cái xám trắng này đấy, và phần dưới này là màu sẫm. Thế thì làm việc ở đâu thì lấy cái gì ở đâu thì phải làm việc đúng tầng đó. Đây nhá, tôi tắt cái mắt mà đi thì các bạn sẽ thấy rằng là cái đĩa mà tôi vừa mới nhân bản nó sẽ bị giấu đi đấy, và cái đĩa gốc thì vẫn còn nằm ở cái layer gốc của nó. Bây giờ tôi lại lấy một cái đối tượng khác ở layer gốc thì tôi lại phải bấm về background. Bây giờ chúng ta lấy cái hình đồng tiền đã set này nhá, thì cách nhanh nhất có lẽ là dùng quick selection. Đây, các bạn chỉ việc là bấm, các bạn di khẽ một cái là lập tức là nó sẽ đo được cái giá trị của cái vùng đó và nó sẽ lấy luôn cho chúng ta cả cái này. Trường hợp này thì quick selection là nhanh nhất, không còn công cụ này nhanh hơn cả. Sau khi lấy được rồi, lại Ctrl G một lần nữa. Vậy thì tôi lại nhân bản được cái đồng tiền đất sét này, và chúng ta lại nhấp chuột, chúng ta kéo nó về cái vị trí giống như bài mẫu. Sau khi mà chúng ta kéo được cái đồng tiền vào thì chúng ta lại chọn tiếp các phần khác, đúng không? Tương tự như vậy thì bây giờ tôi sẽ bấm vào lớp background là lớp chứa các cái bài mẫu này. Bây giờ chúng ta sẽ lấy tiếp đến cái gì nào? Nhánh san hô nhá. Nhánh san hô thì quy tắc cũng thế thôi, vẽ nhanh một cái rộng để lấy hết cái phần bên ngoài. Sau đó thì sử dụng Magic Wand, nhấn Alt trừ hết cái phần nền trắng ở bên ngoài. Nếu mà nó lấy vào nhiều quá, tại vì trong này nó cũng có cái phần màu trắng. À đúng rồi, nhiều quá vì sao? Tolerance tôi đang để là 100 cho nên là nó lớn quá. Vậy thì Ctrl Z undo lại bớt một nước nhá. Và bây giờ chúng ta thu nó lại, còn tham số tolerance này còn khoảng 20 thôi. Đấy, nhấn Alt này, trừ đi này. Thế thôi, nó trừ hết tất cả các phần nền trắng là xung quanh, và chúng ta lại lấy được cái nhánh san hô. Sau khi lấy xong thì cũng lại thao tác cũ, lại gì đây ạ? Ctrl G. Nhưng trước hết là xem đã đúng layer chưa? À đúng rồi, Ctrl G này. Tôi lại nhân bản lên được cái layer chứa cái nhánh san hô. Và bây giờ tôi lại kéo nó vào vị trí nào nào? Ở đây, so sánh với bài mẫu nha. Rồi, đến vị trí rồi. Thế là tôi lấy được 3 cái. Bây giờ chúng ta còn mấy thứ nhỉ? Còn cái vỏ chai này, cái vỏ ốc anh Vũ này, và cái nhãn quần áo. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm việc với cái vỏ chai này trước. Cái vỏ chai này thực ra thì cách lấy nó cũng rất là đơn giản thôi, tại vì cái nền xung quanh nó tương đối là đồng bộ, cho nên là chúng ta có thể lấy bằng tất cả các cách mà chúng ta vừa trình bày vừa rồi. Đấy, một là lấy rộng, sau đó trừ hết cái nền xanh xám này đi bằng Magic Wand, nhấn Alt trừ đi. Đấy, và không làm được đúng không? Vì sao? Vì chúng ta đang làm sai layer. Bây giờ tôi lại phải về đúng lớp background, đúng không? Nhấn Alt trừ đi.
thì là nó bỏ hết. Cách thứ hai, xem lại xem có được không nhá. Quick selection. Đây, vì xung quanh này nó là nền tương đối đồng bộ cho nên chúng ta lấy cái bên trong này cũng tương đối dễ. Đấy, gì một chút là nó sẽ lấy hết, nó sẽ chừa cái phần mà màu xanh xám ở ngoài. Chỗ nào mà quá thì chúng ta sẽ nhấn an, chúng ta trừ bớt đi ở phía ngoài này thì nó sẽ lại thu lại. Còn nếu không thì các bạn có thể sử dụng cái công cụ Luxo, các bạn vẽ xung quanh cũng được. Sau khi lấy xong rồi, chúng ta lại Ctrl G nhân bản lên một lần nữa, chúng ta sẽ có gì đây ạ? Cái vỏ chai. Và tôi cũng lại xem xét vị trí. Đến đây rồi thì chúng ta bảo vỏ chai thì có rồi, nhưng mà góc của nó thì lại sai, không giống như là cái hình bài mẫu. Thế thì bây giờ muốn xoay nó thì chúng ta sẽ vào một cái lệnh mới như thế này. Chúng ta vào Edit, vào Free Transform, hay là chúng ta nhấn lệnh là Ctrl T. Nó sẽ xuất hiện một cái tay nắm điều khiển bao xung quanh. Lúc này thì các bạn đưa chuột vào gần cái điểm góc này thì mũi tên nó sẽ biến thành hai chiều cong cong như thế này. Bấm và xoay cho tới khi nào mà nó xoay đến cái góc giống như bài mẫu. Được rồi, thì chúng ta Enter xác nhận là kết thúc thao tác điều chỉnh. Thì chúng ta sẽ có được cái vỏ chai. Cuối cùng thì chúng ta sẽ làm tiếp cái thao tác là lấy vỏ ốc anh vũ. Đó, vỏ ốc anh vũ thì chúng ta thử bằng công cụ Quick Selection nhé. Đây, bấm nhanh một cái vẫn sai đúng không, tại vì là tôi lại lấy vào cái layer khác rồi. Đây, làm lại, vào lớp background, bấm nhanh. Đây, bây giờ thì nó bị ra ngoài khá nhiều. Chúng ta nhấn an, chúng ta trừ hết tất cả phần bên ngoài này đi cho tôi. Chỗ nào mà chưa đúng trừ đi. Có vẻ vẫn chưa ổn lắm đúng không? Vẫn còn bị ra ngoài một tí, vào trong một tí. Đấy. Thử phương pháp khác nhé. Dùng công cụ gì nhỉ? Luxo đi. Đấy, chúng ta dùng một cái magnetic Luxo đi để cho nó bám theo cái màu vàng vàng của cái vỏ ốc. Việc của chúng ta là cố gắng di nó tương đối chính xác xung quanh cái hình vỏ ốc này. Xong. Vậy là tôi lấy được cái vỏ ốc. Lại Ctrl G lần nữa, nhân bản lên. Vậy là tôi có thêm một cái tầng chứa vỏ ốc. Và chúng ta sẽ đưa nó vào trong bài mẫu. Nhấn công cụ V, kéo cổ nó vào đây, đặt vào vị trí giống như bài mẫu. Đến đây thì gần như là hoàn thành rồi. Chúng ta còn lấy nốt cái nhãn này thôi. Lấy cái nhãn này thì có mấy cách đúng không? Một là lại trừ rộng tất cả phần bên ngoài đi, nhưng mà thôi, chúng ta sử dụng công cụ Ellipse đi đúng không? Vẽ này, vẽ đại ra một vùng này, nhấn phím cách này, đẩy lên trên đỉnh này, và làm sao đây ạ? Chạm vào lề bên trái, nhả phím cách ra và co kéo nó lại một chút, làm sao cho nó khớp vào hình mẫu thì thôi. Và lúc này tôi lại phải kiểm tra lại có đúng layer gì không ạ, layer background không. Rồi, đến đây chúng ta sẽ nhân bản tiếp, cũng lại lệnh Ctrl G thôi, nhân bản và kéo nó vào, và bắt đầu so sánh cái bài mẫu. Ở đây thì chúng ta thấy có hai điểm khác biệt. Một là số lượng của cái nhãn là nó có 3 cái. Thứ hai là về kích thước thì rõ ràng là nó to nhỏ khác nhau. Thứ ba nữa là màu nó hơi khác so với bài mẫu. Màu của bài mẫu thì là màu vàng da bò, nhưng mà cái màu kia nó lại là màu xanh. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết làm sao. Trước hết là nói về màu. Màu thì bây giờ các bạn làm quen thêm một cái lệnh mới này cho tôi. Bài này thì nó tương đối tổng hợp, nó rộng hơn cái
phần mà chúng ta đã trao đổi trước một chút. Trước hết là cứ để nó vào đúng vị trí đi đã nhé. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện một cái lệnh như thế này. Lệnh đảo ngược các giá trị. Lệnh đảo ngược các giá trị này thì là chúng ta sẽ sử dụng lệnh phím tắt là Ctrl Y. Ở đây là Y ngắn nhé. Ctrl Y ngắn. Bản thân mẫu gốc của nó là lệnh thế này, Image này, Adjustment này, Invert, lệnh Ctrl Y. Khi mà chúng ta sử dụng lệnh này thì mọi giá trị đều bị đảo ngược. Âm thành dương, dương thành âm, trắng thành đen, đen thành trắng. Đấy, nó sẽ đảo ngược hoàn toàn. Và bây giờ tôi đã có được màu. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhấn gì đây ạ? Nhấn phím An, kéo cái thằng này sang vị trí mới. Khi mà nó ở vị trí mới rồi, tôi sẽ nhân bản được cái thứ hai. Sau đó thì tôi lại Ctrl T để gọi cái vùng điều khiển. Giữ Shift, nhớ là giữ Shift nhá, chứ nếu không là kéo là nó bị méo. Chúng ta sẽ kéo cho nó lớn lên, tương tự như bài mẫu. Sau khi hài lòng rồi, nhấn Enter. Vậy tôi nhân bản được cái thứ hai. Nhân bản được cái thứ hai rồi thì lại nhấn An tiếp, lại kéo cái thứ hai này để nhân bản thành cái thứ ba. Sau đó thì lại Ctrl T và lại co kéo cho nó lớn lên. Đến đây chúng ta đã sao chép được đầy đủ tất cả các cái yếu tố của cái bài mẫu này rồi. Và bây giờ tôi sẽ làm một thao tác tiếp tục nữa là phải cắt cúp để cái ảnh bài bên trái nó có kích thước giống như bài bên phải. Bây giờ các bạn quan sát như sau. Bấm vào cái bài bên phải này, Ctrl A đi. Vậy thì nó sẽ chọn tất, đúng không? Và chúng ta sẽ có một cái vùng chọn đúng kích thước của cái bài đó. Bây giờ tôi sẽ quay về bất kỳ một công cụ nào đó để tạo vùng chọn. Và bây giờ các bạn nhìn này, tôi kéo trực tiếp thả luôn cái vùng chọn từ bên cửa sổ nọ sang bên cửa sổ kia. Đặt nó vào vị trí giống như bài mẫu. Vậy là tôi sẽ có một cái kích thước giống như bài mẫu. Đến đây tôi làm gì tiếp? Tôi làm thêm một thao tác như thế này. Các bạn quan sát nhé. Chúng ta vào Image này. Trong Image này chúng ta có một cái lệnh gọi là lệnh Crop. Lệnh này nó sẽ tiến hành cắt cái ảnh cho chúng ta dựa theo cái vùng chọn hiện hành. Đấy, bây giờ tôi nhấn lệnh Crop. Nó sẽ cắt hết tất cả những phần nào mà nằm ngoài cái diện tích vùng chọn đi. Thế bây giờ về mặt kích thước là giống nhau rồi, đúng không? Nhưng chúng ta còn một vấn đề nữa là gì đấy ạ? Cái vùng nền này chưa trắng, đúng không? Nó vẫn còn bị dính một chút cái màu cũ của cái bài gốc. Thì bây giờ chúng ta làm việc đơn giản thôi. Các bạn sử dụng công cụ Lasso này nha. Vẽ vòng vèo này cho tôi. Khi nào mà chọn được hết cái vùng này thì chúng ta sẽ kiểm tra lại đã đúng layer gốc chưa. À đây, background. Lệnh tô hôm trước thì chúng ta đã demo rồi đúng không? Edit này, fill này, vào chọn màu gì đấy ạ? Màu nền là màu trắng thì chúng ta chọn trắng, gray, nhấp OK. Nó sẽ tô hết vào cái này và nó sẽ hủy hết cái phần màu hình nó bám lại. Nhấn Ctrl D, hủy bỏ cái vùng chọn đi. Và cuối cùng thì chúng ta có được cái bài đã giống như là cái bài mẫu. Ở đây thì về cơ bản các lệnh chọn thì nó cũng giống như là cái bài cũ thôi. Có mấy vấn đề mà mới hơn một tí. Một là chúng ta làm quen với cái lệnh transform, free transform là để chúng ta xoay các đối tượng hoặc co kéo các đối tượng cho to nhỏ một tí. Thì đấy là cái phần mới. Và phần mới thứ hai là cái thao tác đảo ngược màu với cái lệnh Ctrl Y. Phần mới thứ ba là gì? Phần mới thứ ba là cắt một cái bức ảnh theo cái vùng chọn, tức là chúng ta vẽ vùng chọn ra rồi vào menu Image chọn lệnh Crop. Cái mới là có nhưng không nhiều, và nói chung là nói một lần là tôi nghĩ là các bạn có thể làm theo được ngay. Còn phần lớn nó vẫn đi theo cái xu hướng là gì đấy, sử dụng các công cụ mà chúng ta đã trao đổi, làm sao để chọn nhanh nhất và chính xác nhất được các đối tượng mà chúng ta cần. Và đến đây thì chúng ta đã hoàn thiện được cái bài giống như là yêu cầu của cái bài mẫu. Thế bây giờ các bạn có thể là thử thực hành luôn một tí đi.
sau đó thì vướng vấp ở đâu thì tôi sẽ cùng làm việc với các bạn cho nó dứt điểm về cái bài này và cái kỹ năng lựa chọn. Sau khi xong thì chúng ta sẽ nói về các cái phần lý thuyết mới.